Khắp nơi trên thế giới, hàng triệu giống loài đang phải chiến đấu giành sự sống. Trên mặt đất, dưới biển và cả trên không trung, tất cả đều phải đối mặt với xung đột chết chóc. Các loài động vật chiến đấu bằng răng và móng vuốt để giành thức ăn, lãnh thổ và quyền duy trì nòi giống. Từ những sa mạc khô cằn ở châu Phi đến những đầm lầy ẩm ướt của vùng Florida, không có luật lệ nào tồn tại. Đây là đấu trường động vật. Alaska, quê hương của loài gấu nâu khổng lồ. Một trong những loài mạnh nhất và nguy hiểm nhất ở Bắc Mỹ. Chúng vươn cao đến hơn 2 mét trên đôi chân to lớn của mình. Với cân nặng lên đến 590 kg, chúng là một trong những loài thú ăn thịt to lớn nhất trên mặt đất. Chúng cần đến 40 kg thức ăn mỗi ngày để tồn tại. Nếu không có đủ nguồn thức ăn, chúng sẽ tàn sát lẫn nhau. Hiện giờ là tháng 7, mùa nở rộ của loài cá hồi giàu dinh dưỡng. Cho dù có rất nhiều cá hồi ở xung quanh, chúng vẫn tranh giành lẫn nhau. Con gấu mẹ này đang ở đây để tìm thức ăn cho 6 đứa con của mình, một hành động nguy hiểm. Bất cứ con gấu đực nào ở gần chúng cũng trở thành mối nguy hiểm. Gấu đực trưởng thành là bậc thầy chuyên giết chết những chú gấu con. Con gấu đực 5 tuổi này là thành viên mới của địa bàn. Những con gấu con trông dễ thương, nhưng đối với con gấu đực đang đói này thì chúng đang cản đường nó, và nó muốn chúng phải chết. Gấu mẹ không còn sự chọn lựa nào khác. Nó đành phải chiến đấu để bảo vệ con. Bộ móng của chúng quặp và dài đến 15 cm. Chúng rất dày và bén như dao, có thể xé nát phần thân của một cái xe hơi. Con gấu đực to gần gấp đôi gấu mẹ, nhưng đối với gấu mẹ, nó sẽ liều mình chiến đấu bảo vệ đàn con. Và đây là cách bạn đánh bại một đứa to lớn gấp đôi kích thước của bạn. Không để cho chúng có cơ hội đánh trả. Tập trung hết sức lực của mình, gấu mẹ đẩy con gấu đực bật ngửa ra sau. Chúng có đến 68 kg là cơ bắp săn chắc, tập trung ở vùng vai, bướu và hông, cho gấu mẹ sức mạnh và tốc độ vượt trội. Con đực bổ nhào xuống đất nhưng nhanh chóng đứng dậy. Thật không đáng phí sức. Nó sẽ đi săn ở một nơi nào khác. Nó tiến đến chỗ bắt cá tốt nhất trên dòng sông và bắt đầu tìm kiếm vài con cá hồi. Có cái gì đó xuất hiện, gần như vậy. Quyền bắt cá ở đây thuộc về con gấu 6 tuổi này. Nó là bá chủ ở đây. Ai dám cả gan lãng vãng sẽ phải đáng tội chết. Những nhà vô địch hạng nặng đang chuẩn bị cân sức trong một trận đấu mà kết quả chỉ có thắng hoặc là chết. Chúng đe dọa đối thủ bằng cách cúi đầu. Những con gấu nhỏ thường sẽ chọn rút lui, nhưng kẻ xâm chiếm này có vẻ ngang sức với con gấu chủ nhà.
Con gấu chủ nhà nhe cặp nanh dài 5cm, sắc như dao của mình và nhào lên trước. Những con gấu được trưởng thành hiếm khi đánh nhau, nhưng đã đánh thì sẽ rất dữ dội, vết thương có thể mang đến cái chết. Cả hai đều cố gắng nhắm vào phần da cổ mỏng manh của đối phương và tấn công một đòn thật mạnh. Loài gấu có hộp sọ rất to giúp tăng cường lực lên cơ hàm để chúng tạo ra những cú táp sát thương cao. Chúng cắn mạnh đến nỗi có thể xé tan tành một cái chảo gang dày ra thành từng mảnh. Khi con gấu xâm phạm rơi vào thế bất lợi, con gấu chủ nhà nghĩ nó đang nắm chắc phần thắng. Nhưng không, bằng những sức lực còn lại thì chú gấu nhỏ cũng đứng lên để trở lại với trận chiến. Nó sử dụng cơ bắp ở bắp chân trước, được thiết kế dính liền với phần xương tách rời ở khớp gối, không giống với phần lớn động vật. Điều này làm chúng chậm hơn nhưng lại có lực bẩy mạnh hơn. Với sức mạnh của 5 người gộp lại, nó bật mạnh cơ đùi và ra đòn quyết định. Nó dùng hết toàn bộ trọng lượng của mình đè lên con chủ nhà. Một đòn quyết định. Con gấu chủ nhà đã bị đánh bại. Nó thua đau đớn trước sự chứng kiến của đám đông. Những con gấu khác lợi dụng tình thế, buộc con gấu chủ nhà phải đi xa xuống hạ nguồn. Với con gấu xâm lăng, hôm nay quả là ngày đẹp trời. Nó giờ là vị vua mới của vùng đất. Giờ thì nó được toàn quyền với nguồn thức ăn dồi dào. Kẻ mạnh luôn thắng, nhưng có nhiều trận chiến cần dùng đến cái đầu. Mực nang được trao giải thưởng cho ngoại hình giống sinh vật ngoài hành tinh nhất ở đấu trường động vật. Là những bậc thầy gây ảo giác, nó có khả năng thay đổi hình dạng, màu sắc và họa tiết trên cơ thể. Được bao phủ bởi hơn 20 triệu tế bào sắc tố, chúng đang trình diễn một bữa tiệc sắc màu với độ nét cao. Chúng thôi miên con mồi của mình và ngay lập tức nuốt chửng nó. Cơ thể chúng hoạt động như máy bơm. Chúng bơm nước vào trong cái khoang và dùng hết sức đẩy nước ra ngoài giúp chúng phóng đi như động cơ phản lực. Với động tác được gọi là xúc, nó xoắn hết 8 cái râu của mình lại thành hình dạng mũi giáo và bổ nhào vào đe dọa đối thủ. Đây là thông điệp báo hiệu chúng phải rút lui. Nhưng đối thủ của nó không dừng lại. Nó quyết tâm giành cho bằng được con cái. Chúng bắt đầu cấu xé nhau. Với vai trò là 8 cái cánh tay, chúng sử dụng 2 cái xúc tu được giấu trong những cái túi phía sau mắt, cũng được phủ đầy giác hút, được sử dụng để bám vào con mồi. Thật là một trận đấu vật kinh điển, cả hai đối thủ đều không muốn từ bỏ mục tiêu. Chúng dùng đối thủ của mình vào đường cùng, buộc chúng phải sử dụng một loại vũ khí chết chóc bí mật. Một mũi giáo nhọn dài hơn 5cm được giấu bên trong phần gốc của những cánh tay, dùng để tấn công và xé tan con mồi, hoặc để loại trừ các ứng cử viên khác. Nó tấn công tình địch một cách man rợ. Thành công. Kẻ thua cuộc phun một đống mực đen và nhanh chóng tẩu thoát. Ngụy trang không phải là cách duy nhất. Phần lớn các trận đấu diễn ra rất căng thẳng và ác liệt. Rừng cây rậm rạp ở vùng quốc gia Crozier là môi trường tuyệt vời của báo gấm, loài họ mèo nhanh nhất châu Phi. Sở hữu các cơ bắp rắn chắc,
Cơ thể dài đến 2 mét và nặng đến 63 kg. Chúng không hẳn to bằng sư tử hay hổ, nhưng vẫn là một con mèo to rất linh hoạt và nhanh nhẹn. Chúng cần tiêu hóa lượng thức ăn lên đến 3,5 kg thịt mỗi ngày, nhưng săn bắt chỉ chiếm một nửa các cuộc đấu. Con báo mai hoa 5 tuổi này đã săn được bữa ăn đầu tiên trong suốt 8 ngày ròng rã. Nó nghĩ là nó sẽ an toàn ở trên cây, nhưng nó đã sai. Con sư tử cái tranh mất phần của nó, và nó phải bỏ đi tay không. Sáng hôm sau, nó còn tuyệt vọng hơn nữa. Nhưng hôm nay, có lẽ nó sẽ gặp may. Nó bắt gặp một bữa ăn đã được chén hết phân nửa và không có hình bóng chủ bữa ăn ở quanh đây. Thật là một sai lầm khủng khiếp. Ở Savannah, không có bữa ăn nào miễn phí cả. Trận chiến được khơi màn. Con báo đốm này đang phải đối mặt với nguy cơ lớn. Nó đói rệu rã, nó tiến đến một xác chết bị bỏ rơi và nghĩ là sẽ an toàn. Nhưng mà chủ nhân vẫn chưa ăn xong. Con sư tử cái giáng cho nó một đòn đau đớn. 58% cơ thể của sư tử là mô xương đặc. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các loài động vật có vú trên mặt đất. Chỉ một cú vồ cũng đủ chết người. Trông như con báo đốm sẽ gục ngay, nhưng may mắn nó tránh được đòn. Con sư tử nặng đến 136 kg, gấp đôi con báo gấm. Nhưng nó cần phải cắn vào con báo để hạ gục đối thủ. Để làm điều đó, nó phải cố gắng tránh né bộ vuốt sắc kia càng xa càng tốt. Cũng giống các loài họ mèo khác, báo mai hoa có 5 cái vuốt nhọn ở phần chân trước và 2 cái ở phần chân sau. Móng vuốt của chúng dài đến 5 cm, và khi chúng leo trèo thì bộ vuốt còn được mài sắc hơn nữa. Nhưng có một đám sư tử cái khác cũng kéo đến để cho nó biết ai mới là bá chủ vùng Savannah. Hộp sọ của sư tử được cấu thành từ những nhóm cơ khỏe, hỗ trợ cho cơ hàm to lớn với 30 cái răng sắc nhọn của chúng. Những nhóm này cho phép chúng thực hiện một đòn cắn có lực mạnh khủng khiếp, 70 kg trên 1 cm vuông. Những con sư tử cái có thể giết chết con báo đốm chỉ bằng một cú táp ngay xương sống, nên chúng phải đề cao bảo vệ cái lưng khỏi sự nguy hiểm. Con báo đốm bị bao vây bởi không phải một, hai mà tận ba con sư tử cái. Nó là bậc thầy xoay chuyển tình thế. Nhưng cơ hội của con báo gấm rất mong manh, nó không còn sự lựa chọn. Nó không thể ăn, cũng không thể ngang nhiên quay lưng lại đám sư tử cái được. Bọn sư tử bắt đầu hiệp hai. Nó quào trúng một con bằng đôi vuốt của chân trước, một con bằng lưng. Cú tấn công trúng đích mang đến cho nó một ít cơ hội sống sót, vừa đủ để một con thú ăn thịt tham lam khác tiến đến. Bọn sư tử cái tập trung chú ý vào con linh cẩu. Con báo đốm chỉ chờ có thấy. Một con sư tử cái đuổi theo nó, nhưng bản năng nhanh nhẹn đã giúp nó trốn thoát vào sâu trong bụi rậm. Nó thật may mắn.
Nó vừa đối mặt với bốn đối thủ nặng ký, có thể trốn thoát được, mặc dù vẫn chưa được ăn, nhưng vẫn may mắn sống sót. Có một vài nơi trông có vẻ yên bình, nhưng luôn có những trận chiến ngầm. Khu rừng đồi nhiệt đới ở Kenya phía Đông Phi là nhà của loài ký lửa châu Phi, một loài thú ăn thịt tàn độc. Những sát thủ tàn nhẫn này sống trong một quần thể đông đúc lên đến 22 triệu con. Chúng đoàn kết thành một khối, cùng nhau tấn công lấn át con mồi. Những chiến binh kiến là những con hung hăng nhất và chỉ dài hơn 2,5 cm. Chúng thậm chí còn tấn công cả loài cua to gấp nhiều lần kích thước của chúng. Đoàn quân hướng đạo sinh có thể di chuyển đến tốc độ 25 m/giờ để tìm kiếm thức ăn, ngấu nghiến hết những thứ trên đường đi của chúng. Chúng phải làm đầy những cái bụng tham ăn trong đàn, và chúng vừa mới kiếm ra được một mỏ vàng tiềm năng, một tổ mối ở trên cao. Những pháo đài phức tạp như vậy có thể kéo dài đến tận 5 mét dưới lòng đất. Ở sâu bên trong là một con mối dúa dài 12 cm, một bữa ăn thịnh soạn cho đám kiến nếu chúng lọt được vào trong. Một màn mở đầu hiếm hoi. Trận chiến bắt đầu. Chúng ngay lập tức phải thải ra pheromones. Đó là một dấu hiệu để đội quân tham gia trận chiến. Loài mối sẽ sống chết bảo vệ tổ của mình. Chúng báo động bằng cách đập đầu mình xuống đất. Cả tổ đang trong tình trạng báo động. Các con mối đang nhanh chóng dựng nên một tường rào bảo vệ mối chúa. Không có nó thì cả đàn sẽ chết. Nước bọt của mối có hợp chất kết hợp với đất đá sỏi và gỗ tạo thành một hỗn hợp như xi măng dựng nên một bức tường thành bất khả xâm phạm. Phía trên những đường hầm, hai đội quân đang đánh nhau mãnh liệt. Cả hai đều sử dụng đến vũ khí hủy diệt của mình, cơ hàm dưới. Hàm dưới của kiến lửa là một lớp dày gồm biểu bì với những mũi nhọn hoắt, cực kỳ khỏe mạnh cho dù có bất cứ vật gì tác động vào. Nó là một nhóm các sợi protein liên kết với nhau, giống sợi carbon. Lũ kiến đang thắng thế. Toàn thân kiến được bao phủ bởi một bộ giáp cứng tạo ra bởi chitin, một loại protein siêu chắc. Trong khi đó, loài mối chỉ được bảo vệ ở phần đầu, còn toàn bộ cơ thể lại rất mỏng manh, dễ bị tổn thương khi tấn công. Đàn kiến tấn công vào phần yếu nhất trên cơ thể con mối, nằm giữa đầu và ngực của chúng. Phần hàm dưới của cả hai loài đều được cấu tạo rất chắc chắn bằng khối cơ lớn, chiếm tỷ lệ rất lớn trên đầu nên não của chúng thường rất bé. Nhưng loài mối cũng nhận ra, loài kiến mạnh bạo cũng có điểm yếu. Chúng nhắm vào phần cổ của con kiến ở phía dưới bộ giáp và chém đứt đầu chúng. Và khi ở dưới lòng đất thì chúng có một lợi thế chiến thuật khác, chiến tranh đường hầm. Loài kiến thường ỷ đông hiếp yếu, nhưng khi phải đánh nhau ở nơi chật hẹp, chúng gặp khó khăn khi chiến đấu trực diện một chọi một. Loài kiến phải chịu quá nhiều thương vong để tiến sâu vào trong tổ mối, để giết con mối chúa. Chúng đành phải rút lui và tìm một món mồi khác dễ ăn hơn. Loài mối đã bảo vệ tổ thành công, nhưng đó là một kết quả xích sao. Đến lúc phải củng cố an ninh rồi.
Từ một trong những loài ăn thịt nhỏ nhất, bây giờ chúng ta tìm hiểu một trong những loài ăn thịt dữ tợn nhất hành tinh. Có đến hơn 1 triệu con cá sấu sống ở vùng Florida hoang dã. Với cơ thể được che chắn, một cái đuôi chắc khỏe và cặp hàm dữ tợn, chúng là loài bò sát đáng sợ nhất. Con được trưởng thành có thể dài đến 4,3 mét và nặng gần đến 450 kg. Chúng không hề tiến hóa trong suốt 65 triệu năm. Chúng là loài sống sót vĩ đại nhất trên thế giới. Và khi chúng đánh nhau, thì đó là sự đụng độ của những gã khổng lồ. Con và cá sấu thường chẳng liên quan đến nhau, nhưng đôi khi bọn cá sấu cũng biến mặt đất thành chiến trường. Tại sân golf Florida này, một cầu thủ đã phát hiện ra hai con cá sấu đực đang ẩu đả nhau. Điều gì đang xảy ra? Chúng đánh nhau để tranh giành bản tình trong khu vực. Giờ là đầu tháng 5, mùa khắc nghiệt đối với loài bò sát khổng lồ này. Loài cá sấu rất ghét bị giành mất bản tình. Và đây, con cá sấu lớn nhanh chóng vật con nhỏ hơn một cách man rợ. Lực cắn của cá sấu là mạnh nhất trong số các loài động vật trên mặt đất. Gần giống như một chiếc xe hơi cán lên một mặt phẳng bé tí cỡ viên gạch lát nền. Thật đau đớn, nhưng con nhỏ hơn cũng kịp ngoạm vào phần chân trước yếu ớt của đối thủ. Nó quẩy đuôi để duy trì lực bám. Đuôi cá sấu là phần chính yếu trên cơ thể, chiếm 1/4 khối lượng cơ thể. Nó được vận hành bởi 8 nhóm cơ dài bao phủ xung quanh đốt sống, hỗ trợ sự linh hoạt và cung cấp một nguồn năng lượng lớn. Cá sấu đánh nhau rất man rợ. Răng của chúng được thiết kế để xé xác con mồi hơn là chỉ ngoạm lấy thịt chúng. Cá sấu có khoảng 80 cái răng rỗng và dễ gãy nhất là khi đánh nhau. Phía dưới là một cái răng mới mọc, nó sẽ có đầy đủ chức năng như một cái răng chắc khỏe chỉ trong vòng vài ngày. Cá sấu thay đến 3.000 cái răng trong suốt cuộc đời của nó. Còn cá sấu to hơn cũng bất lực với cái lớp da dày cộm của đối thủ. Vì vậy, nó thử một chiến thuật khác. Nó ngoạm vào đuôi của đối phương và cố gắng hết sức tung đòn hiểm. Khi ở dưới nước, cá sấu sử dụng lực bẩy chủ yếu từ đuôi để tạo một thế xoắn dìm chết con mồi lên đến 100 vòng một phút. Với tốc độ đó, nó có thể vừa hạ gục, vừa xé xác được con mồi. Ở trên mặt đất thì rất khó làm được như vậy. Nhưng trận chiến cần phải đi đến hồi kết. Một con cá sấu nặng 900 kg đang quằn quại trên nền đất. Con cá sấu nhỏ hơn đã thua cuộc rồi. Nó sẽ không được giao phối trong khu vực gần đây nữa. Bộ áo giáp sần sùi là uy thế của một số loài động vật, một số khác lại dùng chất độc. Cuộc sống dưới cái nắng oi ả ở sa mạc Sonoran thật khắc nghiệt. Nhiệt độ có thể lên đến 49 độ C và lượng mưa chỉ được đến 7,5 cm khối mỗi năm. Đây là nhà của Roadrunner, một loại gà lôi Nam Mỹ, hình ảnh của một trong những nhân vật hoạt hình được yêu thích nhất thế giới. Trên thực tế, những tay đua kiệt xuất này chỉ cao đến 50 cm và nặng chỉ 312 gram. Chúng có cơ đuôi rất to, chiếm gần 1/4 trọng lượng cơ thể và có thể bỏ xa một người trên đường chạy của nó. Chúng chỉ ăn những loài có thịt béo mềm để tăng lượng nước cho cơ thể.
Nhưng nguồn lương thực của chúng rất khan hiếm ở nơi sa mạc này. Vậy nên khi chúng trông thấy thứ gì đó ăn được, chúng đều thử hết. Những con rắn nhỏ cho bữa ăn nhẹ cũng ngon lành, nhưng rắn chuông thì khác. Lần này chúng có vẻ hơi mạo hiểm khi thử ăn loài bò sát độc nhất trong sa mạc. Nếu bạn không thể chiến đấu để thắng thì tốt hơn hết là nên phòng thủ. Sân biển là loài động vật bám dai nhất thế giới. Răng của nó chứa chất liệu tự nhiên bám chắc nhất trên trái đất. Chúng bám vào thành đá với lực hút mạnh gấp 5 lần máy hút bụi ở nhà. Sống ở đáy biển, vùng biển Thái Bình Dương. Sinh biển có độ dài khoảng 7,5cm. Nguồn thức ăn của chúng là rong rêu dưới biển. Có cùng họ với sinh biển nên chúng cũng hạnh phúc với cuộc sống chậm chạp của mình. Một trong những loài thú ăn thịt và là chúa tể vùng biển Thái Bình Dương, sao biển hướng dương. Có tổng cộng 24 chi và to đến 80cm. Chúng là loài sao biển to nhất trong số các loài sao biển. Và chúng cũng rất phàm ăn. Một con sao biển hướng dương có thể ăn một lượng thức ăn lên đến nửa ký, gần bằng 20% trọng lượng cơ thể của chúng. Con sao biển này đang có một cuộc xung đột nhỏ với một con cua biển nhỏ nhắn. Và sau đó, một mối nguy lớn hơn đến gần. Con sao biển nhanh chóng trườn lên người con sao biển. Chân của chúng có đến 15.000 các bàn chân li ti và được cấu tạo để tạo ra một lực hút vô cùng lớn. Lực hút của nó mạnh gấp 4 lần lực hút của con sao biển. Nó kéo con sao ra khỏi vách đá và bắt đầu tấn công vào phần mềm bên trong. Nó chuẩn bị ăn sống con sên. Con sên trông thật ngon lành. Nhưng con sên biển cũng có vũ khí bí mật sắp tung ra. Một loại vũ khí bí mật có thể cắn và cắn thôi. Không chỉ vậy, con sên đá có cả vệ sĩ riêng luôn kề cạnh, một con sâu nước và nó được trang bị một bộ hàm sắc bén. Để có thể sống bám vào sên đá, những con sâu biển này sẽ bảo vệ sên đá khi nó bị tấn công. Cổ họng chúng có các nhóm cơ mạnh mẽ để có thể vận hành cùng lúc không chỉ một mà đến hai bộ hàm. Nó lẫn vào trong con sâu biển và nhắm vào các kẽ chân của nó, nơi tạo cảm giác đau đớn nhất để nhai ngấu nghiến. Phần cơ mềm của con sâu biển không cân xứng với cú mai phục đau đớn này. Nó rút lui. Và con cua nhỏ kia cũng ráng dán thêm cho nó một cú đau nữa. Trong trận chiến không cân sức này, con sên đá và vũ khí bí mật của nó đã chiến thắng gã khổng lồ lớn hơn nó cả 100 lần. Khi những trận đấu cân sức nổ ra, thì chắc chắn sẽ có yếu tố tàn bạo và khốc liệt. Mòng biển lưng đen là loài mòng biển to lớn nhất thế giới. Chúng coi thành phố và thị trấn này là nhà. Sải cánh dài đến 170cm, chúng là những tên côn đồ thứ thiệt ở vùng biển này. Chúng ức hiếp các loài chim khác để cướp thức ăn và còn nổi tiếng tấn công đại bàng. Nên khi mòng biển mà đánh nhau thì bạn sẽ không mường tượng được độ kinh hoàng của cuộc chiến. Giờ là đầu tháng 5 ở khu vực Tây Âu, và đối với loài mòng biển lưng đen thì đây là mùa thích hợp để sinh sản, là lúc chạy đua để giành tổ. Con mòng trống này đã tìm thấy một chỗ rất tốt. Chỉ có 54% số mòng biển có cơ hội trưởng thành, vì vậy nó rất thận trọng.
Nhưng nó phát hiện thấy một kẻ đến lấn chiếm lãnh thổ của nó. Nó ngay lập tức xua đuổi đối thủ và chọc vào mắt đối phương. Trong trận đấu này, chúng có vẻ cân sức. Mỏ của kẻ xâm lăng dài đến 7,5cm, nhỏ và cực kỳ sắc. Chiếc mỏ lại được trang bị thêm một mũi quặp vào ở phần cuối, nên rất dễ xé toạc da thịt đối phương. Nhưng giờ nó đang dùng cái mỏ của mình để tự vệ trước đối thủ. Cả hai đang tận dụng sức mạnh của đôi cánh để giành lấy ưu thế trước đối phương. Khối cơ bắp tạo lực cho đôi cánh chiếm đến 20% khối lượng cơ thể chúng. Cả hai đều đang rơi vào thế thất thủ. Kẻ xâm chiếm muốn ra một đòn quyết định. Nó phóng lên cao và bổ xuống như một quả bom, mổ vào mắt đối thủ. Nhưng không may, nó đã trượt. Còn chủ nhà nhanh chóng giáng một đòn vào cánh nó. Nó đã thắng và đánh đuổi được kẻ xấu đến cướp lãnh địa của mình. Nó bảo vệ được ngôi nhà của mình và tên kia phải đi kiếm một nơi khác để làm tổ. Cái mỏ sắc bén không là gì khi so sánh với 14 cái gai và một lực hút mạnh đến 900 kg. Oklahoma, ngôi nhà của loài động vật có vú lớn nhất Bắc Mỹ, loài bò rừng. Nặng đến 900 kg và dài đến 1m8, những chú bò này có một sức mạnh phi thường. Từ tháng 6 đến tháng 9, chúng gây hấn lẫn nhau để giành quyền giao phối và sinh sản. Nhưng bây giờ là tháng 11 và trận chiến này diễn ra để tranh giành nguồn thức ăn. Loài bò rừng cần tiêu thụ lượng thức ăn bằng 1,6% trọng lượng cơ thể, nghĩa là gần 14 kg thức ăn mỗi ngày. Khoảng 10% bò rừng trưởng thành chết đói vào mùa đông vì thiếu thức ăn. Chúng chung sống với một loài động vật to lớn hung dữ khác ở Bắc Mỹ. Cao đến 1m5 và nặng 400 kg, loài nai sừng tấm là một gương mặt mới của chương trình đấu trường động vật. Cũng giống bò rừng, chúng cũng có cặp sừng mạnh khỏe có thể giết chết đối phương. Khi hai loài này đối đầu thì không ai trong chúng chịu thua cả. Con bò rừng 6 tuổi này đang đối mặt với một con nai trưởng thành. Chúng bắt đầu cân sức. Bò rừng là loài có vú lớn nhất ở Bắc Mỹ. Nai sừng tấm nhỏ bằng phân nửa chúng, nhưng tinh thần chúng không hề nao núng. Nó khoe khoang cái sừng dài 1m4 của mình và chia 14 cái mũi gai vào mặt con bò rừng. Sừng nai gãy và mọc mới mỗi năm, và nó được tạo thành từ từng mảng sụn bám chắc vào mô xương, nên cứng như cẩm thạch vậy. Sừng nai có thể mọc nhanh khoảng 2,5cm một ngày. Nai có vũ khí tối tân thì bò rừng cũng có sức khỏe cường tráng. Bò rừng có lực hút mạnh tương đương khi bị đâm bởi một chiếc mô tô Harley Davidson chạy với tốc độ 148 km/h. Cơ thể của nó được cấu tạo để tập trung mọi tác động vào đầu. Bộ não của chúng được bảo vệ bởi một hệ thống thanh chống bằng mô xương bao phủ trong và ngoài hộp sọ. Con nai mặc dù yếu thế về cân nặng, nhưng nó có một sự tự tin vô cùng lớn. Bò
Cái bướu khổng lồ của bò rừng có đến 25cm là xương bám chặt vào cơ cổ, tạo ra một lực hút mạnh khủng khiếp. Nhóm cơ này còn giúp giữ vững cái đầu nặng đến 34kg của nó. Nó hút thật mạnh vào con nai sừng tấm. Nhưng để tránh đâm phải cặp sừng bén như dao găm của con nai, nó phải nhắm vào điểm chết nằm giữa hai con mắt. Con nai nhận ra nó không đủ sức để đối đầu với con bò rừng. Nó có thể chịu đựng lâu hơn, nhưng nó chọn thay đổi ý định và rút lui. Lần này thì con bò rừng đã chiến thắng.